Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi Thượng Quan Cổ Phong mở ra đại trận, một con đường thông ra ngoài bị sương mù bao phủ liền hiện lên trước mắt Tần Trần. Nhìn thấy lối ra, Tần Trần không chút do dự liền tiến lên phía trước ngay, thế nhưng mới đi được mấy bước, một cảm giác nguy hiểm liền hiện lên trong đầu Tần Trần, làm lông tơ trên người hắn dựng đứng cả lên, theo phản xạ, thân hình Tần Trần liền dừng lại, vội vàng rút lui. Thấy hành động này của Tần Trần, Hoa Linh Phó cung chủ có chút sững người, không hiểu vì sao hắn lại không rời đi mà thượng quan cổ phong thì ánh mắt thoáng cái ngưng lại lạnh giọng nói ngươi không phải muốn đi lắm sao hiện tại còn không cút đi sau đó thả thiếu cung chủ của chúng ta ra từng trần nghe vậy cũng không có lên tiếng trả lời thượng quan cổ phong ánh mắt trầm hẳn xuống nhìn về phía sương mù phía trước lạnh giọng quát đám dị ma tộc kia ra đây đi cho rằng ta không biết các ngươi đang trốn trong đó sao từng trần vừa dứt lời thì ngay sau đó mấy tiếng hừ lạnh liền vang lên theo đó mấy đạo thân ảnh khoác áo bào từ trong sương mù liền đi ra hiển nhiên đây đều là cao thủ dị ma tộc được thượng quan cổ phong bố trí trong đó đợi khi tần trần tiến vào sẽ bất ngờ xuất thủ đem mộ dung băng vân cứu ra thấy mấy tên dị ma tộc này đã đi ra hết tần trần liền quay người nhìn đến thượng quan cổ phong trên mặt hiện rõ tức giận lạnh giọng quát thật không nghĩ tới các ngươi lại dám giỏ trò gian để phục kích ta các ngươi cho rằng ta thật sự không dám động thủ sao nói dứt lời tần trần liền vung tay vỗ thẳng vào mông của mộ dung băng vân thanh âm thanh thúy vang lên rõ ràng truyền vào tai mỗi người ở đây mà mộ dung băng vân đột nhiên bị tần trần vỗ mông như thế làm nàng kinh hô thành tiếng khuôn mặt thì trở nên đỏ bừng cả người truyền đến cảm giác chết lặng vỗ mông xong Tần trần cũng không dừng lại ở đó hắn liền áp người vào sát mộ dung băng vân trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh làm cho nàng rợn hết cả tóc gáy thấy hành động này của tần trần thượng quan cổ phong tức giận nắm chặt hai tay gầm lên quát lớn dừng lại cho ta người đến cùng là muốn làm cái gì hiện tại người cũng đã không còn người có thể rời đi tần trần nghe vậy thì cười nhạt lên tiếng hiện tại ta không muốn rời đi nữa nếu muốn đuổi ta đi thì ngươi phải xuất ra một cái thượng phẩm chân mạch thì ta mới chịu rời khỏi nơi này Nghe xong yêu cầu này của Tần Trần, Thượng quan Cổ Phong tức đến muốn nổ phổi, sắc mặt thì tái nhợt, nhất thời không biết phải nói gì, mãi đến một lúc sau nàng ta mới lên tiếng nói: "Điều này không có khả năng, ngươi cho rằng thượng phẩm chân mạch là rau cải trắng ngoài chợ sao?" Cứ tưởng nói như vậy thì Tần Trần sẽ không đòi hỏi nữa, thế nhưng làm Thượng quan Cổ Phong không ngờ tới, là ngay khi nàng vừa nói xong, Tần Trần trực tiếp vung tay tác lên phần mông còn lại của Mộ Dung Băng Vân, làm nàng rên lên một tiếng, đau đớn truyền đến khiến thân thể nàng không tự chủ được mà run lên một cái. Thượng quan Cổ Phong thấy vậy thì triệt để tức giận, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm tần trần thế nhưng vì an toàn của băng vân nên lão bà này chỉ còn cách nén cơn tức xuống lạnh giọng nói ngươi cũng đừng có quá phận như vậy cực phẩm chân mạch phiêu miểu cung ta cũng không có lấy đâu ra mà đưa cho ngươi tần trần nghe vậy thì cười to mấy tiếng sau đó chỉ vào một vị trí trên mặt đất rồi lớn tiếng nói ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao trước đó trong thánh dược viên có một cái vì các ngươi tới nhanh quá nên ta chưa kịp lấy đi hơn nữa ở dưới này cũng có một cái chân mạch bằng không đại trận này làm sao có thể đáng sợ như thế được thượng quan cổ phong nghe xong thì có chút cả kinh bởi vì vị trí mà tần trần chỉ đúng là có một cái cực phẩm chân mạch thật hơn nữa lại còn là chân mạch cung cấp lực lượng cội nguồn cho tỏa thiên đại trận nhìn thấy mụ già kia cứ đứng đần ra đấy không chịu lấy chân mạch ra cho mình tần trần cũng không có lên tiếng nói nhiều nữa trực tiếp tác thêm một cái nữa vào mông của mộ dung băng vân vì cái tác trước đó còn chưa có xoa dịu hiện tại lại bị tần trần tác thêm làm nàng đau đớn nhảy dựng người lên sắc mặt liền trở nên tái nhợt khóe miệng tràn ra một ít máu tươi chứng kiến mộ dung băng vân bị đánh cho tóc tai bù xù lên như vậy thượng quan cổ phong đành phải chấp nhận với yêu sách của tần trần nàng trực tiếp xuất thủ đem mặt đất cày lên sau đó đem cực phẩm chân mạch thu vào trong một chiếc nhẫn trữ vật rồi ném cho tần trần thu chiếc nhẫn trữ vật vào tay tần trần liền mang theo mộ dung băng vân xoay người lướt đến lối ra lao đi luôn trong nháy mắt đã ra đến bên ngoài phiêu miễu cung rồi ánh mắt nhìn qua chiếc nhẫn trữ vật trong tay tần trần đã sớm phát hiện ra một đạo ấn ký yếu ớt lưu trên đó rồi khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh hắn nhỏ giọng nói muốn dựa vào thứ này để truy tung ta sao các ngươi cũng quá ngây thơ đi nếu đã như vậy ta sẽ lưu lại đây một cái đại lễ hy vọng thượng quan cổ phong ngươi sẽ thích nói dứt lời tần trần liền đem giới chỉ kia ném vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp bởi vì trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp là một tiểu thế giới nên có thể ngăn cách được bất kỳ thủ đoạn truy tung nào sau đó hắn liền lấy ra thiên khốn vạn chuyển trận bàn ra thôi động chỉ thấy trận bàn kia lóe lên một cái sau đó cấp tốc ảm đạm xuống bố trí xong xuôi mọi việc tần trần cũng không ở lại đây nữa mà liền mang theo mộ dung băng vân xuyên qua hư không cấp tốc rời khỏi đây luôn bị tần trần mang theo rời đi mộ dung băng vân lạnh giọng lên tiếng ngươi không trốn được đâu tông thượng đại nhân chắc chắn sẽ không để cho ngươi rời khỏi đây ngươi làm sao mà thoát khỏi truy tung của ngài ấy được đang cắm đầu cắm cổ lao đi lại nghe thấy mộ dung băng vân lại nhảy bên tai như thế từng trần không nói lời nào một chưởng liền bổ vào phía sau cổ đem nàng ta đánh ngất mà lúc này ở bên trong phiêu miễu cung sau khi từng trần rời khỏi đây làm đám người hoa linh phó cung chủ khẩn trương hẳn lên nàng vội vàng quay sang thượng quan cổ phong hỏi xem nên làm gì tiếp theo chẳng lẽ cứ để cho đối phương rời đi như vậy sao thượng quan cổ phong nghe vậy thì không có chút nào khẩn trương cả đàm định nói nếu tên kia không muốn lấy cực phẩm chân mạch thì may ra còn có thể chạy thoát được còn đã cầm cực phẩm chân mạch mang đi thì đó là tự tìm đường chết ở trên chiếc nhẫn trữ vật đó ta đã có lưu lại một đạo linh hồn ấn ký cho dù hắn có chạy tới nơi nào ta đều có thể truy tung ra được dứt lời nàng ta liền nhắm mắt lại đi cảm nhận ấn ký mà bản thân đã lưu lại trên chiếc nhẫn trữ vật kia thế nhưng sau đó một khắc sắc mặt nàng đột nhiên đại biến bởi vì nàng không cảm nhận được ấn ký lưu lại kia nữa hít vào một hơi lãnh khí thượng quan cổ phong không cách nào tin được chuyện này lẩm bẩm nói ấn ký ta lưu lại thập phần yếu ớt làm sao người kia có thể phát hiện được ra chứ với lại cho dù có phát hiện ra thì hắn cũng không có khả năng buông tha cực phẩm chân mạch chứ chỉ cần hắn mang theo chân mạch rời đi thì ta vẫn có thể cảm nhận được thế nhưng sao hiện tại ngay cả một điểm cảm ứng cũng không có là sao mặc dù khiếp sợ là thế nhưng ngay sau đó thượng quan cổ phong cũng trấn tĩnh lại tinh thần ngay lập tức nàng liền hiệu lệnh cho đám cường giả của phiêu miễu cung theo mình ra ngoài đi truy tung tầng trần thế nhưng ngay khi đám người chuẩn bị rời khỏi phiêu miễu cung thì đột nhiên kinh người tiếng nổ bạo tạc liền vang lên khi đám người quay đầu nhìn đến vị trí phát ra tiếng nổ này thì đã thấy một mảnh kinh khủng khí tức đang điên cuồng phóng lên cao hướng bốn phương tám hướng cuồng cuộn lan ra mà trung tâm của vụ bạo tạc này lại chính là thánh dược viên bạo tạc còn chưa dừng lại thì lúc này tỏa thiên đại trận liền kịch liệt rung động bên trên đại trận bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nứt không lâu sau thì cả tòa đại trận cũng bắt đầu sụp đổ theo đại trận sụp đổ thì rất nhiều địa phương trong phiêu miễu cung cũng theo đó mà xảy ra nổ lớn đem rất nhiều công trình kiến trúc ở đó oanh bạo mà những nơi xảy ra bạo tạc này thì bên dưới lòng đất đều có chân mạch liên kết với tỏa thiên đại trận giờ phút này chứng kiến vô số kiến trúc trong phiêu miễu cung thoáng cái bị oanh bạo như thế mấy người hoa linh phó cung chủ trên mặt hiện rõ sợ hãi đồng thời quay sang nhìn thượng quan cổ phong xem tiếp theo nên làm như thế nào về phía thượng quan cổ phong lúc này nàng cũng đã tỉnh táo lại dường như phát hiện ra điều gì làm nàng gầm lên quát chuyện này nhất định là do tên kia gây ra bảo sao trước đó hắn không có lấy đi cực phẩm chân mạch trong thánh dược viên mà hắn muốn đem cực phẩm chân mạch dẫn bạo mục đích là muốn triệt để hủy diệt đi căn cơ của phiêu miễu cung minh bạch được mục đích của đối phương làm thượng quan cổ phong càng thêm hoảng sợ bởi vì nàng hiểu rất rõ tỏa thiên đại trận này qua bao nhiêu lần gia cố thì tỏa thiên đại trận đã cùng với phiêu miễu cung kết hợp thành một thể mà ở bên dưới phiêu miễu cung lại có 13 cái chân mạch đi qua mấy trăm năm thời gian cũng đã hoàn toàn kết hợp với tỏa thiên đại trận rồi mà ngày hôm nay một cực phẩm chân mạch nòng cốt đã bạo tạc dẫn theo tỏa thiên đại trận sụp đổ sợ rằng những chân mạch còn lại sẽ rất nhanh bạo tạc theo mà dưới uy lực bạo tạc đó chỉ sợ phiêu miễu cung sẽ bị sang thành bình địa cơ nghiệp mấy trăm năm cũng theo đó mà bị hủy hoại trong chốc lát nghĩ đến đây không khỏi làm cho thượng quan cổ phong rùng mình một cái lập tức nàng liền quay sang đám người hoa linh võ đế lớn tiếng quát các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì màu xuất thủ chấn áp lại bằng mọi giá không thể để cho đại trận sụp đổ được lời nói vừa dứt kinh khủng khí tức trên người nàng liền bộc phát ra nhanh chóng dung nhập vào từng vị trí của tỏa thiên đại trận muốn ngăn lại đại trận sụp đổ dưới áp chế của thượng quan cổ phong đại trận đã an tĩnh lại hơn rất nhiều thế nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu rung động mà rung động này so với khi trước thì càng thêm kinh khủng hơn hoa linh phó cung chủ thấy vậy thì liền phân phó cho mấy người cấp tốc đi tìm trận pháp đại sư đến đây còn những người khác thì tiến đến hỗ trợ cổ phong tông thượng trấn áp đại trận dưới hợp sức của nhiều người như vậy tỏa thiên đại trận trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại thế nhưng điều này cũng không nói lên là phiêu miễu cung đã an toàn chỉ cần dừng lại trấn áp thì đại trận sẽ tiếp tục sụp đổ vấn đề mấu chốt ở đây là phải nhanh chóng đem đại trận chữa trị ngay khi đại trận vừa được trấn áp thì lúc này một đám trận pháp đại sư cũng chạy tới lập tức bắt tay vào phân tích để tu bổ lại đại trận ngay thế nhưng chân mạch khống chế hạch tâm trận pháp lại triệt để bị hủy đi như thế thì làm sao các nàng có thể tu bổ được chứ thời gian dần trôi đi đám trận pháp đại sư này vẫn còn ngồi thương nghị với nhau xem nên tu bổ lại như thế nào trên trán người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi hiển nhiên là vẫn chưa tìm được ra cách làm Hoa Linh võ đế thấy thế cũng có chút sốt ruột lên tiếng, lâu như vậy rồi mà các ngươi vẫn chưa tìm được ra phương pháp sao? Thượng quan Tông thượng trấn áp trận pháp như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao rất nhiều lực lượng, nếu không nhanh chóng tu bổ trận pháp, một khi không thể trấn áp được đại trận nữa thì chúng ta cũng triệt để xong đời. Nghe phó cung chủ nói vậy, một tên trận pháp đại sư trong số đó liền lên tiếng, Hoa Linh phó cung chủ, không phải là chúng ta không muốn tu bổ, mà là nơi này đã tổn hại quá nghiêm trọng, chúng ta cũng không biết phải tu bổ từ đâu bây giờ. Nếu chỉ là đơn giản tu bổ thì không thành vấn đề thế nhưng muốn triệt để chữa trị thì đây không phải là chuyện mà nhất thời có thể làm được lời này vừa dứt thì đúng lúc đó một đạo thanh âm trầm thấp từ xa truyền đến nói để chúng ta đến giúp nữa đi nghe được thanh âm này mấy người liền quay đầu nhìn sang đã thấy một đám dị ma tộc do gia, gia ma thập và trên không dẫn đầu đang tiến đến nơi đây dù sao phiêu miễu cung cũng là gia viên của dị ma tộc nếu như phiêu miễu cung bị hủy đối với bọn họ cũng không phải là chuyện tốt gì hơn nữa trong thời gian mấy trăm năm qua dị ma tộc vẫn không ngừng dùng cấm chế dung nhập vào trong để gia cố thêm cho tỏa thiên đại trận Thế nên, đối với đại trận, bọn họ thậm chí còn hiểu rõ hơn mấy cái trận pháp đại sư nhân loại này, và cũng đúng là như thế, dưới hỗ trợ của vị ma tộc trận pháp sư thì đại trận cũng bắt đầu được tu bổ lại, mặc dù tốc độ còn rất chậm, thế nhưng như này cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi, ít nhất còn có chiều hướng tốt lên. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo.